trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu đồ chơi xinh xắn như thế này ha mẫu này thì mình sẽ làm dạng form người ha bên dưới thì mình có phối thêm một cái chân các bạn có thể vặn sau đó đặt lên mặt phẳng thì nó sẽ bước đi như thế này ha mẫu này thì các bạn cũng có thể trang trí cho nhiều họa tiết khác nhau và phần nón thì mình cũng có thể thay đổi nón tùy thích ha nếu không thích nón kết thì mình cũng có thể thay đổi bằng nón nồi nè hoặc là nhiều tông màu khác nhau. Đây. Các bạn có thể phối đồ theo cái form chú cảnh sát ha, với cái phần nón vành nè, hoặc là nón kết cũng được. Mình cũng có thể phối thành chú công an hoặc là chú bộ đội ha, với nhiều form nón khác nhau. Để làm được cái mẫu đồ chơi này nè thì mình sẽ sử dụng len miêu cốt tông 125g cũng như là kim 2,5mm để móc cho phần thân của chú bộ đội ha và một nguyên liệu không thể thiếu đó là một cái phôi đế ở bên dưới như thế này mình sẽ sử dụng phôi đồ chơi ha vặn lại thì cái phần chân bên dưới nó sẽ di chuyển nè thì cái phần phôi chân của mình chất liệu của nó làm bằng nhựa ha khi mà mình vặn nè thì cái phần chân bên dưới nó sẽ di chuyển và vì chất liệu bằng nhựa nó sẽ bị nhẹ ha, những bạn nào mà tăng size thì sẽ rất là khó, do cái phần đầu với phần thân của mình nếu mà mình không phối nó ở cân bằng á, thì khi mà mình vặn cái phần chân này nè, thì cái phần thân của mình đi nó sẽ bị ngã nghiêng nha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức cụ thể cho tất cả các cái size ha, các bạn sẽ làm theo công thức này cho mình. Bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn ha. Các bạn cần tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn mình sẽ móc vòng đầu trước ha sau đó móc lên một mũi móc xích móc vào vòng tròn ta vừa tạo là 7 mũi móc đơn mũi móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy khi có được 7 mũi móc đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi mình sẽ nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh lại cho vòng tròn của mình nhỏ lại sau đó ta di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên. Các bạn sẽ móc vào đó cho mình một mũi giờ để mình kết thúc vòng ha. Lưu ý khi kết thúc vòng để cho cái phần thân của mình nó không có bị gờ, các bạn sẽ rút lại cho mũi giờ của mình nhỏ lại, sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta có 7 chân cho vòng móc thứ hai thì 7 chân đó các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là hai mũi móc đơn cùng chân móc, tức là mình sẽ móc mũi tăng ha. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc vòng đầu, móc cho mình vào đó mũi tăng. Tức là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc nè. Sáu chân còn lại sẽ làm tương tự như chân đầu tiên ha. Mỗi chân mình sẽ móc mũi tăng. Chân thứ hai nè. Tiếp tục chân thứ ba cũng móc mũi tăng. Là hai mũi móc đơn cùng chân ha. Chân thứ tư tương tự nè. Chân móc thứ năm cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tương tự cho chân thứ sáu ha, hai mũi móc đơn vào cùng chân móc và chân thứ bảy cũng móc hai mũi móc đơn cùng chân móc sau khi kết thúc được cái vòng móc thứ hai này ta sẽ có được tổng cộng là 14 mũi móc đơn kết thúc đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời nhớ quốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại nha móc lên một mũi móc xích thì mình sẽ có được tổng cộng là 14 chân cho vòng móc thứ ba 14 chân đó móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn thì chân đầu tiên cũng là cái chân mình móc mũi giờ kết thúc cái vòng thứ hai ha móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì chân thứ hai sẽ móc mũi tăng tức là hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này một móc đơn sau đó là mũi tăng các bạn móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng mũi móc đơn nè sau đó là mũi tăng mình có được cụm móc thứ hai ha tiếp tục cụm móc thứ ba nè một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc vào chân kế bên ta có được cụm thứ ba ha cụm thứ tư mũi đơn sau đó là mũi tăng tiếp tục cụm thứ năm tương tự cụm thứ sáu một mũi đơn sau đó là mũi tăng và cụm thứ bảy sẽ nằm ở hai chân cuối cùng ha. Một mũi đơn, sau đó là mũi tăng sẽ nằm ở chân cuối cùng. Sau khi kết thúc được vòng móc này mình sẽ tăng được tổng cộng là 7 mũi móc ha. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời. Quốc lại cho mũi dời của mình nhỏ lại sau đó móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ có được 21 mũi móc đơn, tạo ra 21 chân cho vòng móc kế tiếp. Thì đối với cái phần phôi mà mình sử dụng nè, đường kính của nó là 2 cm ha. Thì cái phần đầu ở bên trên mình sẽ dừng lại ở cái công thức tăng này, với 3 hàng móc tăng. Sau khi kết thúc được 3 hàng móc tăng rồi thì mình sẽ móc các hàng móc đều ha. Đều tức là mình sẽ không phải tăng mũi nữa. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Mình sẽ có 21 mũi móc đơn và 21 chân ha. Móc đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai móc đơn thứ ba các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng sau đó mình sẽ móc thêm ba hàng móc tương tự như vậy nữa tức là ở đây mình sẽ có bốn hàng móc có 21 mũi móc đơn các bạn sẽ hoàn tất cho mình đến vòng thứ bảy ha mình sẽ gặp nhau ở vòng thứ tám sau khi hoàn tất cho mình được vòng thứ bảy ta có 21 mũi móc đơn vào 21 chân mình có bốn hàng móc móc đều như thế này thì lúc này cái phần đầu của mình nó sẽ có cái độ sâu xuống ha kết thúc vòng thứ bảy nè gút lại cho mũi dơ nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích khi mình đã hoàn tất được 7 hàng móc cho cái phần đầu của mình nó rộng xuống phía dưới rồi thì bây giờ mình sẽ giảm mũi cho phần đầu nó bo nhỏ lại ở phía dưới này thì cái hàng móc thứ 8 móc cho mình theo công thức như sau chân đầu tiên móc một mũi móc đơn được mũi móc đơn vào chân đầu tiên thì hai chân móc kế tiếp móc cho mình mũi giảm ha mũi giảm mình sẽ chụm lại hai chân thành một mũi nè thì cách chụm như sau ta đâm kim vào chân kế bên kéo len qua chân móc kéo vừa phải thôi sau đó giữ nguyên vị trí này đâm kim vào chân móc kế tiếp kéo len trên kim được ba đường móc kéo len qua hết ba đường trên kim như vậy là mình sẽ có được mũi giảm ha hai chân phía dưới chụm lại thành được một mũi ta có được cụm móc như thế này móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng mình sẽ có được 7 cụm liên tiếp ha. Cụm thứ hai nè, một móc đơn. Sau đó là một mũi giảm vào hai chân kế bên ha. Đâm kim vào chân kế bên nè, kéo lên. Tiếp tục đâm kim vào chân kế tiếp. Kéo lên sau đó kéo qua ba đường trên kim, mình sẽ được cụm móc thứ hai. Tiếp tục cụm thứ ba nè. Một móc đơn, sau đó là mũi giảm. Lần lượt đâm kim vào hai chân liên tiếp. Sau đó kéo lên qua hết ba đường trên kim ha mình sẽ có cụm móc thứ ba tương tự cho đến hết vòng sau khi móc đến cuối vòng mình sẽ hoàn tất được 7 cụm móc như thế này tức là giảm được 7 mũi cho vòng móc thứ 8 này kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời quốc lại cho mũi dời nhỏ lại và móc lên một mũi móc xích con móc thứ 8 nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa phải, các bạn sẽ sử dụng cho mình cái khoảng trống này, mình nhồi gòn vào bên trong. Lưu ý khi nhồi gòn các bạn sẽ nhồi cho mình một đạn gòn vừa phải thôi ha, đừng có nhồi quá nhiều để cho cái phần đầu của mình nó nhẹ, nó không có bị quá nặng. Nhồi một đạn vừa phải làm sao cho khi mà mình bóp cái phần đầu á, khi mà mình bóp nhẹ thì cái phần đầu của mình nó sẽ có cái độ đèn hồi trở về vị trí ban đầu ha. Sau khi hoàn tất cho mình được phần nhồi gòn rồi thì mình tiếp tục móc thêm các cái hàng móc cho cái phần đầu này nó bít lại. Ở vòng móc thứ 9 này mình sẽ trừ ra một hàng móc để mình móc phần thân dưới ha. Hàng này của mình là một mũi móc đơn sau đó là mũi giảm nè. Thì hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình 7 mũi giảm liên tiếp. Thì các cái mũi giảm liên tiếp ở cái hàng này á, các bạn sẽ móc cho mình vào cái đường móc nằm bên dưới của mỗi chân móc ha. Thì để ý ở mỗi chân móc của mình nó sẽ có hai đường móc nè. Theo chiều mình móc thì mình sẽ đâm kim vào các cái đường móc nằm ở bên dưới nha. Đây là một chân móc nè. Thì nó sẽ có đường móc nằm bên dưới. Mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc nằm bên dưới này và mình móc 7 mũi chụm liên tiếp ha. Tức là ta sẽ có 7 mũi giảm liên tiếp cho cái vòng này. Thì chân đầu tiên nè là cái chân móc này ha. Mình đâm kim vào cái đường móc nằm bên dưới. Sau đó mình kéo len qua cái chân móc này tiếp tục đâm kim và kéo lên qua cái chân móc thứ hai khi trên kim có ba đường móc kéo qua hết ba đường trên kim ta được một mũi giảm đầu tiên ha tiếp tục mũi giảm thứ hai sẽ nằm ở hai chân kế tiếp đâm kim vào chân kế bên nè kéo lên sau đó chân kế tiếp kéo lên và kéo qua ba đường trên kim ta được mũi giảm thứ hai ha tiếp tục mũi giảm thứ ba tất cả đều đâm kim vào đường móc nằm bên dưới ha thì như vậy là cái phần này nó sẽ chừa ra được một cái hàng móc nhỏ nè hàng này mình sẽ móc cái phần thân dưới tiếp tục mũi chậm thứ ba nè vào hai đường móc liên tiếp ở phía dưới ha kéo qua ba đường trên kim ta được mũi chậm thứ ba tiếp tục mũi chậm thứ tư đâm kim nè kéo lên tiếp tục chân thứ hai ha kéo lên và kéo qua ba đường mũi chậm kế tiếp nè mũi chậm thứ năm ha kéo qua ba đường tiếp tục sẽ là mũi chậm thứ sáu mũi giảm thứ sáu ha kéo qua ba đường chân kim nè lúc này mũi giảm thứ bảy là mũi giảm cuối cùng sẽ nằm ở hai chân móc cuối cùng cũng lần lượt đâm kim vào hai đường móc nằm bên trong của hai chân móc cuối cùng ha sau đó kéo len qua ba đường trên kim như vậy là khi mình hoàn tất được bảy cái mũi giảm liên tiếp rồi thì kết thúc đâm kim vào chân của mũi giảm đầu tiên móc vào đó một mũi dời Lúc này mình sẽ đâm kim luôn vào chân móc nha Kéo dài sợi len và cắt len Cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài để mình khâu phần khoảng trống còn lại lại ha Sử dụng kim khâu sỏ sợi len vào trong kim khâu Sau đó mình sẽ khâu bít lại cái khoảng này Thì lúc này mình sẽ có tổng cộng là 7 cái chân của mũi chậm ha Các bạn sẽ lần lượt đâm kim cho mình vào 7 cái đường móc nằm bên ngoài của 7 chân đó Đường thứ nhất nè Đường thứ hai nè ha lần lượt đâm kim cho mình từ ngoài vào trong các cái đường móc này đường thứ nhất tiếp tục từ ngoài vào trong đường thứ hai đường thứ ba đường thứ tư đường thứ năm đường thứ sáu và đường thứ bảy khi mình đã luồn kim được vào bảy chân liên tiếp thì mình guốc thật mạnh lại lúc này vòng tròn của mình nó sẽ nhỏ lại ha sau đó mình sẽ giấu cái sợi len này vào bên trong giấu hoàn tất thì cắt cái sợi len này ha các bạn có thể giấu hết cái phần len còn lại vào trong cũng được. Ta sẽ hoàn tất được cái phần đầu như thế này. Nó sẽ có cái độ đàn hồi vừa phải ha. Và trừ ra được một hàng móc để mình móc cái phần thân dưới nè. Khi đã hoàn tất được cái phần đầu rồi thì bây giờ mình sẽ thay màu để móc phần thân dưới. Đâm kim vào một chân móc bất kỳ của cái phần mà mình trừ ra. Các bạn có thể đâm kim vào chân đầu tiên luôn ha. Sau đó kéo cái sợi len qua chân móc. Ở cái hàng này mình sẽ tạo ra tổng cộng là 14 cái chân móc Thì 14 chân móc đó các bạn móc cho mình theo công thức như sau ha Ta sẽ móc 6 chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn Chân đầu tiên nè, một mũi móc đơn ha Vào các cái đường móc mà mình đang thấy nè Khi móc nhớ dấu lên thừa nha Mũi móc đơn thứ hai vào chân thứ hai Móc đơn thứ ba vào chân thứ ba Móc đơn thứ tư vào chân thứ tư Tiếp tục mũi móc đơn thứ năm vào chân thứ năm và móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu ở cái chân thứ bảy móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc nè như vậy là ta sẽ có được cụm móc như thế này ha sáu mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân các bạn làm tương tự cho mình cho bảy chân còn lại mình cũng có sáu mũi mỗi chân nè chân đầu tiên móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư nè mũi móc đơn thứ năm và mũi móc đơn thứ sáu khi có được 6 mũi rồi chân cuối cùng sẽ là chân mà mình móc mũi tăng ha móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc thì khi kết thúc cái vòng móc này mình sẽ tăng lên được hai mũi móc ta sẽ có tổng cộng là 16 mũi móc đơn ha Đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích khi kết thúc mũi dời các bạn cũng nhớ guốc lại cho cái mũi dời của mình nhỏ lại nha móc lên một mũi móc xích Vòng móc mà mình vừa hoàn tất nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng vừa đủ để có thể ôm sát được vào phần thân phôi của mình nè. Thì các cái hàng móc kế tiếp mình sẽ không cần phải tăng mũi nữa. Các bạn cứ móc cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn và mỗi chân móc. Ta sẽ móc thêm nhiều hàng móc cho đến khi mình đạt được cái chiều cao từ cái phần thân trên cho đến sát cái phần nút vặn ha. Đối với size của mình mình sẽ móc tổng cộng là 5 hàng móc cho cái phần thân này. Mỗi chân móc móc một mũi móc đơn và mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm cho mình 3 hàng móc nữa. Ta sẽ có tổng cộng là 5 hàng móc cho cái phần này ha. Đối với cái phần thân này mình sẽ thay màu để mình tạo hai phần, một lớp áo và một lớp quần ở bên dưới ha. Những bạn nào mà móc một màu á thì các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình cho đến cái chiều dài này luôn. Là ta không thay màu nè. Còn những bạn nào thay màu thì mình có thể móc tầm khoảng á 4 cho đến 5 hàng móc rồi mình sẽ thay màu ha. Đối với size này thì mình có tổng cộng là 5 hàng móc tính từ luôn cái hàng mà mình à, bắt đầu thay màu ha. Các bạn sẽ cắt len cho mình, sau đó mình sẽ thay màu nè, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thay màu. Ta sẽ đưa sợi len khác màu ra phía sau. Ở cái chân móc của cái mũi dời mà mình vừa kết thúc nè, cái sợi len thừa này, phía trước là chân mình móc mũi dời kết thúc. Thì phía sau nó là chân của mũi dời, là cái chân mà mình hay guốc nhỏ lại á. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời đó, sau đó kéo cái sợi len qua chân móc này sau đó móc lên một mũi móc xích tiếp tục móc thêm cho mình một hàng móc móc đều ha mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì như vậy là mình sẽ có 5 hàng móc phần thân áo và các cái hàng móc còn lại là ở phần quần ha móc tương tự cho đến cuối hàng khi đã hoàn tất cho mình được cái hàng móc này rồi thì ta sẽ có 6 hàng móc cho cái phần thân nó đã đạt được cái chiều cao từ phần đỉnh này đến sát cái phần nút vặn rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ tạo một cái khoảng trống để luồn cái phần nút vặn này vào. Ở hàng móc kế tiếp này các bạn cũng có thể chia đôi cái số mũi móc của hàng này, mình sẽ móc một nửa trước ha. Mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn cho đến cái phần nửa này. Sau khi đến được cái điểm mà mình chọn rồi móc lên một mũi móc xích, sau đó ta bỏ qua một chân móc, móc vào chân kế tiếp một mũi móc đơn, ta sẽ tạo ra được một cái khoảng trống để luôn cái phần khóa này. Các chân kế tiếp thì cứ móc đều cho đến hết. Sau khi móc được đến cuối hàng thì đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, mình tạo ra được hàng móc để tạo khoảng trống rồi thì hàng kế tiếp mình sẽ viền lại cho hoàn tất được cái phần thân này. Để tạo được điểm nhấn cho phần viền á, nó sẽ có những cái đường gờ như thế này nè. Nó sẽ có điểm nhấn hơn cho cái phần viền ha. Thì các bạn sẽ làm cho mình như sau. Mình sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên, cũng là cái chân mình vừa móc buổi giờ kết thúc cái vòng phía trên ha. Đâm kim vào chân móc nè. Sau đó ở cái sợi len dài mà mình đang cầm ha, các bạn kéo sợi len này qua chân móc mình sẽ luồn cái sợi len dài này vào giữa kim với lại cái hàng mình đang móc. Tức là luồn xuống dưới kim nè. Sau đó vòng một vòng quanh kim. Thì trên kim lúc này sẽ có một cái đường móc nằm ngang. Đây, vòng hết một vòng như thế này, sau đó kéo qua hai đường trên kim. Ta sẽ tạo ra được một cái đường móc với họa tiết như thế này ha. Các bạn sẽ tiếp tục làm tương tự cho các chân còn lại cho đến cuối. Cứ đâm kim vào chân móc. Sau đó kéo lên qua chân móc luôn cái sợi len dài ở phía trên xuống dưới kim vòng một vòng quanh kim kéo qua hai đường trên kim ta sẽ có được cái mũi viên thứ hai ha làm tương tự cho mình cho đến hết khi các bạn viên cho mình đến cái khoảng trống mà mình tạo ở đây nè thì khoảng trống đó các bạn cũng móc cho mình vào đó một mũi tạo họa tiết luôn ha mình sẽ móc luôn vào khoảng trống chứ không móc vào chân móc xích nha để cho cái khoảng trống này nó lộ rõ hơn vòng một vòng quanh kim nè kéo qua hai đường trên kim các chân còn lại thì viền cho đến hết sau khi viền được toàn bộ phần thân rồi thì kết thúc đâm kim vào chân của cái mũi họa tiết đầu tiên móc một mũi dời kéo dài sợi len và cắt len sợi len đang nằm ở mặt phải, đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc mình vừa móc cái mũi dời này, kéo sợi len vào trong và giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc, thì ta sẽ hoàn tất được cái phần thân chính giữa của hai màu này mình sẽ tạo một cái thắt lưng ha. Các bạn sẽ thay màu sau đó đưa cái sợi len khác màu vào trong, mình sẽ viền lại ở cái chân móc giữa của hai màu, đâm kim vào một chân móc bất kỳ, đưa sợi len ra phía sau nè. Sau đó mình sẽ đâm kim vào một chân bất kỳ kéo cái sợi len qua chính giữa của hai màu á từ đây mình sẽ lần lượt móc các cái mũi dời vào các cái chân móc liên tiếp mỗi chân ta cứ móc một mũi dời thì mình sẽ tạo ra được cái phần thắt lưng như thế này ha các bạn sẽ viên tương tự cho mình cho đến hết khi đã hoàn tất được phần thắt lưng rồi mình sẽ luồn cái phần thân này vào trong phôi đưa cái khoảng trống mà mình tạo luồn phôi á các bạn sẽ luồn cho mình vào cái phần nút vặn trước lúc này cái đường móc của mình nó đang còn chắc chắn hơn các bạn nhớ kéo giãn ra một tí sau đó ở cái khoảng trống này mình sẽ luồn khoảng trống này vào cái nút vặn trước kéo cái phần thân này dần dần lên phía trên và mình luồn hết cái phần phôi này ha ở cái phần phôi của mình nó sẽ có cái một một cái đường g nằm phía dưới nè dùng kim móc và các bạn sẽ kéo cho mình cái hàng cuối cùng sát vào cái đường g này Như vậy là ta đã hoàn tất được cái phần thân rồi nè. Công thức này cho cái phần đầu với phần thân thì nó sẽ tương đương với nhau. Khi mà mình vặn cái nút vặn lại thì cái phần thân của mình khi di chuyển trên mặt phẳng nó sẽ không có bị ngã nghiêng ha. Các bạn có thể áp dụng cho mình thêm một cái phần thân nón bên trên thì cái phần thân của mình nó cũng cố định và nó không có bị ngã nghiêng nè. Bây giờ mình sẽ móc phần tay. Tạo cho mình một vòng tròn với 6 mũi móc đơn và vòng tròn. Lên một xích mũi móc đơn đầu tiên và vòng tròn này ha nó khác với phần đầu là 7 mũi thì phần tay mình sẽ móc 6 mũi thôi mũi thứ ba nè mũi thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu sau khi hoàn tất được 6 mũi rồi guốc lại cho vòng tròn nhỏ lại đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời guốc lại cho mũi dời nhỏ lại móc lên một mũi móc xích phần tay của mình sẽ dừng lại ở 6 chân móc ha các bạn sẽ móc cho mình các hàng kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn ta sẽ có 6 mũi móc đơn vào 6 chân tay thì mình cũng có hai màu ha móc cho mình hai hàng màu da trước mũi thứ ba nè mũi thứ tư vào chân thứ tư tiếp tục mũi thứ năm vào chân thứ năm và mũi thứ sáu vào chân thứ sáu có được 6 mũi rồi đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên móc một mũi dời ta sẽ hoàn tất được hàng thứ hai kết thúc hàng thứ hai thì mình sẽ tiến hành thay màu ha móc lên một buổi móc xích sau đó cắt lên màu tiếp theo thì mình sẽ áp dụng cái màu tương đương với phần thân đây thì mình sẽ móc tiếp thêm bốn hàng móc cho cái phần khác màu này ha phần tay của mình sẽ có chiều cao tổng cộng là 6 hàng móc hai hàng màu da và bốn hàng màu thân nhé sau khi hoàn tất cho mình được chiều dài của phần tay rồi nè, cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài. Sau đó sẽ cố định lại các cái mũi móc cho phần tay của mình nó đều hơn. Các bạn có thể nhồi cho mình một ít gòn vào bên trong ha. Sau đó sử dụng kim khâu xỏ sợi len vào trong kim khâu và mình sẽ khâu cái phần tay này lại. Để khâu cái phần tay này vào trong phần thân này thì mình sẽ gặp cái phần tay theo chiều mà mình móc cái mũi kết thúc. Đưa cái phần tay này vào bên trong thân ha các bạn sẽ đưa cho mình vào hai bên nè ở cái phần nút vặn với cái phần đối diện để khâu lại thì ở cái phần thân mình sẽ đâm kim vào chân móc mà mình móc ở giữa đầu với thân ta sẽ đâm kim lần lượt theo cái chiều như thế này ha và hai chân móc nằm ngang còn đối với cái phần tay á, thì mình sẽ đâm kim từ ngoài vào trong đây phần thân thì mình sẽ đâm kim vào hai đường móc nằm ngang còn phần tay thì đâm kim từ ngoài vào trong, hai chân móc tương đương. Và khâu lại nha. Phần đầu nè. Hai chân móc nằm ngang. Sau đó đưa ra phía ngoài, đâm kim vào phần tay. Hai chân móc nằm ngang. Khâu lại. Các bạn sẽ khâu tương tự cho mình cho đến hết ha. Như vậy là mình đã hoàn tất được cái phần tay vào trong thân rồi. Các bạn sẽ làm tương tự cho tay còn lại. Khi hoàn tất được tay còn lại thì mình sẽ móc cái nón phần thân trên. Thì ở đây mình sẽ có một cái mẫu nón vành như thế này. Mình sẽ hướng dẫn móc nón vành trước ha. Công thức móc nón vành các bạn sẽ móc cho mình 3 vòng móc với công thức tương tự giống như cái phần đầu. Mình cũng có 3 vòng tăng mũi. Đến vòng móc thứ tư cũng móc đều tương tự như phần đầu luôn ha mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng sau đó thêm tầm khoảng 3 cho đến 4 hàng móc đều như vậy nữa. Phần đầu của mình sẽ có 4 hàng móc thì phần nón các bạn có thể móc cho mình là 3 hàng. Khi hoàn tất được 3 hàng móc móc đều rồi thì móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ có được chiều cao của phần thân nón như thế này. Các bạn cũng có thể móc thêm một hàng để cho nó có chiều sâu hơn ha móc lên thêm một mũi móc xích đối với cái phần vành này nè mình sẽ móc ở cái đường móc nằm bên ngoài theo chiều mình đang móc mỗi chân móc nó có hai đường nè thì một đường nằm bên trong và một đường nằm bên ngoài thì tất cả các cái chân móc mình sẽ đâm kim vào đường nằm bên ngoài này ha cho tất cả các chân luôn thì khi gây nên cho mình hai mũi móc xích chân đầu tiên mình sẽ móc một mũi nửa kép và đường nằm bên ngoài nha thì ở cái phần vành này những bạn nào muốn cho cái phần vành của mình nó to á thì các bạn sẽ sử dụng cho mình mũi kép đơn ha, cho cái phần vành của mình nó rộng hơn. Còn nếu mà phần vành nó vừa phải thì mình sẽ sử dụng mũi nửa kép như cái phần thân nó màu xanh ha. Đây, nó sẽ có cái độ rộng khác nhau như thế này. Thì phần thân nó màu xanh mình sẽ móc cái phần vành bằng mũi nửa kép. Được chân đầu tiên mũi nửa kép thì chân thứ hai móc cho mình hai mũi nửa kép cùng chân móc nửa kép đầu tiên và mũi nửa kép thứ hai ta sẽ có được cụm móc như thế này các bạn tiếp tục móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối thì phần vành của mình nó sẽ có độ rộng tương đương như thế này ha đối với nhiều trường hợp các cái chân móc cuối cùng nó sẽ không đủ cái chân móc để mình tạo đủ cái cụm thì các bạn cứ móc cho mình đến chân cuối cùng mình sẽ móc hai mũi cùng chân móc để cho phần vành nó rộng hơn ha nếu dư một mũi này thì cái mũi đó mình sẽ móc hai mũi cùng chân. Kết thúc đâm kim vào chân nửa kép đầu tiên móc một mũi dời. Kéo dài sợi len và cắt len. Đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc tay vừa móc mũi dời kết thúc. Kéo sợi len ra phía sau. Sau đó giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Mình sẽ hoàn tất được phần thân nón như thế này. Những bạn nào mà móc cái phần viền á, như cái phần màu đỏ này nè. Viền lại thì các bạn sẽ viền tương tự bằng mũi dời cho mình. Cách viền thì tương tự giống như viền ở thắt lưng này ha. Khi đội phần thân nón lại mình sẽ vịn lại ở phía sau nè. Mình đội một góc nghiêng như thế này ha. Thì phần nón của mình cái công thức móc giống như phần đầu, khi mà mình đội vào các bạn sẽ bóp nhẹ cho mình phần đầu thì phần nón của mình nó sẽ sát với phần đầu hơn ha, nó không có bị tuột nè. Các bạn sẽ trang trí cho mình thêm hình ngôi sao hoặc là các cái họa tiết lên trên thân nón cho phần thân nón của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Mẫu nón thứ hai mà mình muốn hướng dẫn đó là cái mẫu nón kết như thế này. Ngoài cái mẫu nón kết thì các bạn cũng có thể phối thêm cho mình một cái mẫu nồi như thế này ha. Thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc hai cái mẫu này. Ba vòng đầu tiên thì công thức móc tương tự giống như cái phần đầu. Công thức mình có để trên màn hình ha. Mình sẽ móc ba và móc tương tự giống phần đầu. Đến vòng móc thứ tư mình sẽ tiếp tục tăng mũi. Thì để tăng mũi ở vòng móc thứ tư cho phần thân nón nè, các bạn sẽ móc cho mình như sau. Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai mình sẽ móc một mũi tăng. Mũi tăng là hai mũi móc đơn cùng chân móc nha. Chân thứ ba sẽ móc một mũi đơn. Thì mình sẽ có được cụm móc như thế này. Một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn. Móc tương tự cụm này cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng, ta sẽ có tổng cộng là 7 cụm như thế này ha. Một mũi đơn, một mũi tăng và một mũi đơn mình sẽ có được cộng thứ hai sau khi hoàn tất đến cuối vòng mình sẽ có tổng cộng là 7 cụm tăng được 7 vòng thì lúc này cái phần thân nón của mình nó sẽ có cái độ rộng hơn nè so với phần đầu thì hàng kế tiếp hàng móc thứ năm các bạn sẽ giảm mũi cho nó bằng với kích thước của vòng đầu để giảm mũi mình sẽ đâm kim vào các đường móc nằm bên dưới của mỗi chân móc nha Tất cả các cái chân móc của hàng này đều đâm kim vào đường nằm bên dưới Và các bạn sẽ móc cho mình cụm giảm Cụm giảm thì mình sẽ móc như sau Chân đầu tiên móc một mũi móc đơn vào đường móc nằm bên dưới theo chiều mình đang móc nè Chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn khi có được hai mũi móc đơn mỗi chân móc rồi thì hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm mũi cách chụm thì cũng tương tự như cái phần đầu đâm kim vào đường móc nằm bên dưới của chân kế bên kéo lên sau đó đâm kim vào chân thứ tư kéo lên kéo qua ba đường trên kim mình sẽ có được một cụm móc như thế này hai mũi mỗi chân sau đó là mũi giảm móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng và tất cả các cái cụm của mình mình đều đâm kim vào đường nằm bên dưới nha hai mũi móc đơn mỗi chân sau đó sẽ là mũi giảm đâm kim vào chân thứ ba kéo lên sau đó đâm kim vào chân thứ tư, kéo lên, kéo qua hết ba đường trên kim, mình có được cụm giảm thứ hai. tương tự cho đến hết vòng. cụm giảm thứ bảy sẽ nằm ở bốn chân cuối cùng nha, hai mũi mỗi chân, sau đó sẽ là mũi giảm ở hai chân cuối cùng nè. hoàn tất vòng móc này ta sẽ có tổng cộng là bảy cái cụm giảm kết thúc đâm kim vào chân của mũi đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. thì vào móc giảm mũi này nó sẽ tạo ra được tổng cộng là 21 chân móc bằng với cái kích thước của phần đầu rồi ha. thì hàng móc kế tiếp mình không cần phải giảm mũi nữa. các bạn cứ móc đều mỗi chân là một mũi móc đơn vào mũi chân móc. thì đường kính của phần nó lúc này nó sẽ bằng với đường kính của phong đầu ha. Và mình sẽ đâm kim vào luôn chân móc chứ không cần đâm kim vào đường bên dưới nữa. Mỗi chân móc một mũi móc đơn cho đến cuối vòng. Sau khi móc đến cuối vòng thì kéo dài sợi len và cắt len. Ta sẽ có được phần thân nón bên trên nè đối với cái mẫu nồi á cái mẫu nón nồi thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng móc thay màu mình sẽ móc đều tương tự giống như cái hàng mình vừa móc ha cho cái phần nón nó có cái độ sâu hơn cách thay màu thì cũng tương tự giống như cái phần thân thôi ha mẫu nón thứ ba sẽ là form nón kết nè phần nón kết này mình sẽ có móc thêm một cái viên ở chính giữa sau đó móc cái vành đen ở phía ngoài thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc ha thì mình cần giấu cái sợi len của cái hàng móc này vào sau đó mình chọn một chân móc bất kỳ ở phía ngoài này ha. Mình đâm kim vào đường luôn vào chân móc nè. Một chân móc bất kỳ sau đó kéo sợi len qua chân móc này. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Ta sẽ đâm kim lần lượt vào 6 chân móc kế bên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Đều đâm kim vào luôn chân móc nha. Móc đơn thứ hai nè. Móc đơn thứ ba. Tiếp tục mũi móc đơn thứ tư. Móc đơn thứ năm. Và móc đơn thứ sáu. Đối với cái phần vành này, những bạn nào mà muốn cho phần vành nón của mình nó rộng ra hơn á, các bạn có thể móc thêm cho mình một mũi nữa ha. Mình sẽ có 7 mũi móc đơn. Còn phần thân này mình sẽ dừng lại ở 6 mũi. Để kết thúc đâm kim vào chân kế bên móc một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, sau đó cắt len. Ta sẽ hoàn tất được cái đường viền ở chính giữa của vành nè. Tiếp tục thay màu để mình móc cái phần lưỡi ở phía ngoài. Đưa cho mình sợi len màu đen ra phía sau ta đâm kim vào chân móc mà mình bắt đầu móc mũi dời của cái phần màu đỏ kéo sợi len qua chân móc này luôn móc lên một mũi móc xích sau đó tiếp tục ở sáu chân móc của cái mũi móc đơn mà mình tạo nè các bạn đâm kim cho mình vào các cái đường móc nằm bên ngoài ha vào cái đường móc nằm bên ngoài nè mình có sáu chân của sáu mũi đơn thì đều đâm kim vào đường móc nằm bên ngoài cái chân móc của mũi móc đơn đầu tiên các bạn móc cho mình hai mũi mũi đầu tiên sẽ là mũi móc đơn vào đường móc nằm bên ngoài ha mũi thứ hai sẽ là mũi nửa kép vào cùng chân móc đó luôn để mình tăng được độ cao của mũi móc chân móc thứ hai mình sẽ móc hai mũi kép đơn vào đường móc nằm bên trên luôn nè hai mũi kép đơn ha dấu sẽ đen thừa luôn mình sẽ làm tương tự cho các chân còn lại mỗi chân cứ móc hai mũi kép đơn cùng chân móc đều đâm kim vào đường móc nằm bên trên như thế này khi móc mà gặp những cái sợi len thừa thì các bạn cứ giấu vào trong mũi móc để khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha mình có 6 chân móc của mũi móc đơn chân đầu tiên mình đã móc hai mũi để tăng chiều cao chân thứ hai đến chân thứ năm mỗi chân hai mũi kép đơn thì còn lại chân móc cuối cùng chân móc cuối cùng thì mình sẽ hạ độ cao có hai mũi tương tự như mũi đầu tiên mình sẽ móc một mũi nửa kép trước sau đó là mũi móc đơn vào cùng chân móc thứ sáu luôn kết thúc thì đâm kim vào luôn chân móc của cái mũi mà mình kết thúc phần màu đỏ móc tiếp vào đó một mũi dời kéo dài sợi lên và cắt lên cũng đâm kim từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dơi kết thúc kéo sợi len thừa ra phía sau và giấu vào trong các cái mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được cái phần vành có cái độ nhô ra như thế này ta sẽ có được phần thân nón này ha giấu tất cả các cái sợi len thừa vào bên trong để hoàn tất phần thân nón còn về họa tiết trang trí chính giữa của phần thân nón nè, mình sẽ sử dụng cái phần nỉ xốp hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái vải cứng. Mình cắt một vòng tròn màu đỏ, sau đó cắt thêm ngôi sao màu vàng và mình đính vào chính giữa ha. Sau đó đính cố định lên trên thân nón nè. Mình sẽ hoàn tất một cái mẫu nón như thế này. Phần nón thì các bạn cũng có thể thay đổi tùy thích ha. Độ từ sau ra trước nè. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái mẫu đồ chơi xinh xắn như thế này ha. Các bạn cũng có thể thay màu hoặc là mình cũng có thể trang trí những họa tiết khác cho phần thân người của mình ha. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!